Yếu tố thứ hai về thể thức văn bản là yếu tố tên cơ quan ban hành văn bản. Tên cơ quan ban hành văn bản mang ý nghĩa là cho biết cơ quan ban hành văn bản là cơ quan nào và vị trí pháp lý của nó trong hệ thống các cơ quan nhà nước. Và khi thông qua cái tên cơ quan ban hành văn bản thì chúng ta có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch và trao đổi thông tin. Và nói đến tên cơ quan ban hành văn bản thì tùy thuộc vào từng tên cơ quan ban hành văn bản để chúng ta có thể thấy rằng cái cách viết của tên cơ quan ban hành văn bản là khác nhau. Đây là một cái ví dụ. Chúng ta có thể thấy rằng cái vị trí của nó là trình bày song song với quốc hiệu. Song chỉ tên cơ quan ban hành văn bản ở đây chính là Trường Đại học FPT. Và cái dòng trên của Trường Đại học FPT đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở dĩ tại sao khi chúng ta nói đến tên cơ quan ban hành văn bản thì chúng ta thấy rằng lại không phải khi nói đến Trường Đại học FPT ban hành thì không ghi một cách độc lập. Không ghi là Trường Đại học FPT mà bắt buộc phải ghi là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại sao lại như vậy? Đôi lúc các cơ quan đơn vị khi ban hành văn bản là chúng ta cứ làm theo cảm tính và chúng ta không lý giải là lý do tại sao chúng ta lại phải ghi tên cơ quan chủ quản. Và theo quy định tại thông tư 01 thì các cơ quan cấp dưới khi ban hành văn bản phải ghi tên cơ quan cấp trên chủ quản là cơ quan trực tiếp quản lý, đúng không ạ, của cơ quan ban hành văn bản ở phía trên để thể hiện cái phân cấp quản lý cũng như là để thể hiện cái việc quy định về cái chức năng nhiệm quyền hạn của cái cơ quan trực tiếp ban hành văn bản. Và ở đây trong cái ví dụ này thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu mà khi ban hành một văn bản của Đại học FPT mà chỉ ghi Trường Đại học FPT không thì là hoàn toàn không đúng. Bởi vì Trường Đại học FPT là một cái cơ quan, là một cái trường mà dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và cái dấu của Trường Đại học FPT là do Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định. Do vậy, khi mà ban hành văn bản thì Trường Đại học FPT phải ghi tên cơ quan chủ quản đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo để thể hiện phân cấp quản lý và thể hiện cơ quan cấp trên của trường. Do đó, chúng ta có thể đưa ra một cái công thức theo cái đúng quy định cũng như là của thông tư 01 quy định. Đó là khi tên cơ quan tổ chức ban hành văn bản là cơ quan trực tiếp ban hành văn bản thì bao giờ cũng ghi cơ quan tổ chức chủ quản cấp trên trực tiếp. Đấy. Và cái kỹ thuật trình bày ở đây thì nó có một cái điểm hơi khác một chút, đó là khi nói đến tên cơ quan tổ chức ban hành văn bản thì để thể hiện một cái điểm khác với cơ quan chủ quản cấp trên thì bao giờ cũng bằng nét đậm và bôi đen và nét đậm. Và đối với cơ quan trực tiếp quản lý thì là cũng in hoa nhưng không đậm, thì đấy là thể hiện sự phân cấp quản lý. Chúng ta có thể lấy ví dụ như thế này, là đối với công ty lương thực Long An là một cái công ty mà là dưới sự quản lý của công ty lương thực miền Nam. Do vậy, tổng công ty lương thực Việt Nam là cơ quan cấp trên của công ty lương thực Long An. Do vậy, khi công ty này ban hành văn bản sẽ phải ghi tổng công ty lương thực miền Nam phía trên. Một số những quy định khác là quy định đặc biệt. Ngoài vấn đề quy định là cơ quan cấp dưới khi ban hành phải ghi tên cơ quan cấp trên thì đây là những cái quy định hoàn toàn mang tính chất khác hoàn toàn. Đó chính là ví dụ là Bộ Giao thông Vận tải khi ban hành văn bản chẳng hạn. Thì về mặt quy định pháp lý là Bộ Giao thông Vận tải là bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngành giao thông vận tải trên phạm vi cả nước, giúp cho chính phủ để thực hiện hoạt động quản lý lĩnh vực giao thông vận tải. Song trong quy định này thì Bộ Giao thông Vận tải khi ban hành văn bản không ghi chính phủ phía trên mà chỉ ghi là Bộ Giao thông Vận tải, bởi vì quy định này là quy định tại thông tư 01, là quy định đối với các bộ chủ quản là cái cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngành trên phạm vi lãnh thổ đất nước Việt Nam thì khi ban hành văn bản sẽ ghi một cách độc lập và không ghi tên cơ quan cấp trên. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Thì nói đến Ủy ban nhân dân thì các em biết được đây là Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân và do Hội đồng nhân dân bầu ra. Và nói đến Ủy ban nhân dân thì nó là cơ quan cấp dưới. Tỉnh thì là cơ quan cấp dưới của hai hệ thống cơ quan, đó là Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh và chính phủ là cơ quan cấp trên của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Nếu mà để quy định theo đúng quy định là cơ quan cấp dưới khi ban hành văn bản phải ghi tên cơ quan cấp trên thì về mặt nguyên tắc sẽ phải ghi Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh hoặc có thể ghi chính phủ. Song trong quy định bởi thông tư 01 đối với các cơ quan mà thực hiện cái việc quy định chức năng nhiệm quyền hạn bởi luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức quốc hội, luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, luật tổ chức tòa án, luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân thì những cái hệ thống cơ quan này trong quá trình ban hành văn bản sẽ ghi một cách độc lập. Do vậy khi nói đến cái cơ quan ban hành là Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thì chúng ta chỉ ghi là Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và không ghi Hội đồng nhân dân cũng như không ghi chính phủ lên phía trên. Đây là một quy định đặc biệt, các em lưu ý về những quy định này.
Một cái quy định thứ ba cũng rất là đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan gì? Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thuộc cơ quan ngang bộ, một trong bốn cơ quan ngang bộ. Chính vì thế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng là một cái cơ quan ghi một cách độc lập và không phải ghi chính phủ phía trên. Đây là cơ quan mà thực hiện cái chức năng quản lý đối với lĩnh vực ngân hàng, giúp cho chính phủ trong vấn đề thực hiện cái hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực ngân hàng trên phạm vi cả nước. Do vậy, trong quá trình ban hành văn bản thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ghi một cách độc lập và không ghi tên cơ quan chính phủ phía trên. Thông tấn xã Việt Nam là một cơ quan thuộc chính phủ cũng thế, thì chỉ ghi là Thông tấn xã Việt Nam và không ghi chính phủ.